Duy Phương, tuổi trẻ lừng lẫy, ồn ào hôn nhân khi sống cùng nhà với ba người vợ, và xế chiều, bết bát đi bán bánh xèo. Duy Phương từng là danh hài nổi tiếng thập niên 90. Ông có một sự nghiệp huy hoàng, nhưng hiện tại mọi thứ đã đổi khác. Hào quang đã đi xa với danh hài Duy Phương. Duy Phương, danh hài nổi tiếng thập niên 90 ai cũng biết. Duy Phương sinh năm 1953. Ông là một trong những nghệ sĩ hài nổi đình đám trong thập niên 1990. Cùng với những cái tên như Hồng Tơ, Hồng Vân, Bảo Quốc, Bảo Trung, Duy Phương được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có phong cách hài Nam Bộ lưu diễn và ghi dấu ấn trên cả nước. Ngoài lĩnh vực sân khấu, ông còn tham gia hát cải lương, đóng phim điện ảnh, phim truyền hình như Tết Tết Tết, Tay Chơi Miệt Vườn, v.v. Đặc biệt, chuỗi chương trình Mưa Bụi hay Trong Nhà Ngoài Phố đã đưa Duy Phương trở thành cái tên quen thuộc với khán giả nhiều thế hệ. Duy Phương không quá xa lạ với khán giả thập niên năm 90. Khi ấy, ông từng là một danh hài xuất hiện dày đặc ở các sân khấu lẫn truyền hình. 14 tuổi, Duy Phương đã rất mê ánh đèn lung linh của sân khấu. Vì say mê nên mỗi tối ông đều ngồi ngoài cửa đạp hát để xin người ta đi ké vào nghe các nghệ sĩ thời bấy giờ hát. Duy Phương mê đến nỗi đêm nào cũng đi coi hát, chuyện học hành bị sa sút, bố ông đã đánh ông một trận tới bầm cả lưng. Đến điểm nhất là đến khi bố Duy Phương ra điều kiện, nếu Duy Phương cứ trốn nhà đi coi hát thì đêm ấy ngủ luôn ngoài vỉa hè chứ đừng về nhà nữa. Vậy là Duy Phương ngủ vỉa hè thật, biết con trai quá đam mê, gia đình dần đồng ý cho ông theo nghề. Duy Phương theo đoàn ra tận miền Trung hát, nhưng thời đó rất khổ, phải vay mượn tiền để trang trải cuộc sống. Đi diễn được trả tiền công 200.000 mà phải trả nợ hết 180.000, chỉ còn lại 20.000 để ăn bánh khọt. Rồi lại về Sài Gòn, Duy Phương quyết định chuyển hướng sang tân nhạc và đăng ký vào một lớp dạy thanh nhạc. Và sau bao nỗ lực, cuối cùng vận may đã đến với Duy Phương khi ông gặp được bầu Duy Ngọc. Từ đây Duy Phương thay đổi phong cách thời trang cho hợp với xu thế, như mặc áo kiểu các ngôi sao Hồng Kông, nuôi tóc dài. Ông có thể hát đủ thể loại nhạc từ nhạc xưa cho đến nhạc dance. Chẳng những vậy, mỗi khi Duy Phương xuất hiện thì bên cạnh cũng đều có hai em gái xinh đẹp cùng ông múa may cuồng nhiệt. Cứ thế không bao lâu thì cái tên Duy Phương được nổi tiếng. Sau đó Duy Phương về đầu quân cho đoàn Bông Hồng của đạo diễn Minh Trị. Từ đây Duy Phương lại một lần nữa chuyển hướng rẽ sang diễn hài, tỉnh queo như cái lúc mà ông trở thành ngôi sao trong làng tân nhạc. Các vai diễn của Duy Phương duyên đến mức vé của các vở diễn được bán hết sạch trước đó cả tuần. Tên tuổi đang nổi tiếng trong Nam, Duy Phương quyết định lưu diễn ra Bắc. Duy Phương chính là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên tiên phong mang hài kịch miền Nam ra miền Bắc. Thời điểm ấy, ông kết hợp cùng với ca sĩ Ngọc Tân trở thành một cặp bài trùm vô địch, cả hai tung hoành khắp các tỉnh miền Bắc từ Quảng Ninh cho đến Hải Phòng, Nam Định. Mỗi ngày đều đặn diễn 4 suất, tiền vô như nước. Hôm sau diễn thì hôm nay đã bán hết sạch vé. Khi chạy sâu khắp đất Bắc, ông quay trở lại miền Nam và hợp tác với Bảo Quốc lập nhóm Tấu Hài, làm điên đảo tất cả các sân khấu kịch tại Sài Gòn. Mỗi đêm diễn hàng chục suất, thu băng cassette nhiều đến không thể kể xiết. Đó là cái thời điểm mà Duy Phương muốn gì thì sẽ được đó. Duy Phương, cú ngã cờ bạc và những cuộc hôn nhân ồn ào. Duy Phương khi đó đang đứng trên đỉnh cao của thành công, thì phút chốc ông rơi xuống tận đáy, trở thành một người tay trắng vì bài bạc. Từ một người nổi tiếng là giàu có nhờ chạy sâu chăm chỉ, nhưng đó chỉ là quá khứ. Khi mất sạch tiền bạc, Duy Phương chẳng còn gì. Không chỉ tay trắng, ông còn khốn khổ vì ồn ào hôn nhân. Ông có cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với nghệ sĩ Hải Lý. Tuy nhiên vì không thể sinh con, nên nghệ sĩ buộc phải xót xa chấp nhận cảnh chồng chung. Ở thời điểm đó, Lê Giang chưa đầy 20 tuổi. Sau thời gian chung sống cùng một mái nhà, Lê Giang sinh hai con là Duy Phước và Lê Lộc. Nói về cuộc hôn nhân chung chạ với Duy Phương, nữ diễn viên Lê Giang chia sẻ, khi còn sống trong căn phòng nhỏ ở đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga cũ, chị nhiều lần bỏ đi vì không chịu được kiếp chồng chung. Thế nhưng sau đó, vì xưa lòng trước những lời dỗ ngọt của Duy Phương, nên Lê Giang vẫn quyết định quay trở về. Sau 6 năm chung sống, Duy Phương và Lê Giang mới đăng ký kết hôn. Cả hai có một cặp trai gái, cũng nối gót theo sự nghiệp diễn xuất của bố mẹ, đó là Duy Phước và Lê Lộc. Còn khi chia sẻ về nguyên nhân khiến chị phải chia tay Duy Phương, trong một chương trình truyền hình năm 2017, Lê Giang nói đó là do cả hai không thể chịu nổi đối phương được nữa. Theo chia sẻ của Lê Giang, sự nghiệp Duy Phương xuống dốc đã khiến nam nghệ sĩ thường xuyên hành hạ đến đập vợ, thậm chí có lần còn khiến cô ngã cầu thang. Trong một lần Duy Phương đến tìm Lê Giang nói chuyện con cái, nam danh hài bị một nhóm côn đồ chặn đường đánh nhập viện. Sau đó Duy Phương đổ lỗi là do vợ làm. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Lê Giang vì uất ức mà mua thuốc ngủ để tự tử. May mắn đã được cứu sống kịp thời.
Sự việc Lê Giang chia sẻ trên truyền hình đã gây ra những ồn ào và khiến Duy Phương rất bức xúc. Ông đã quyết định kiện chương trình truyền hình và giành được phần thắng. Tuy nhiên điều đó vẫn để lại vết thương lòng với gia đình ông. Duy Phương, cuộc sống mưu sinh chật vật bên vợ ba. Ly hôn Lê Giang, cuộc sống hiện tại của Duy Phương khiến khán giả không khỏi chạnh lòng. Từ một thời là cái tên đình đám trên sân khấu, thế nhưng hiện tại nam danh hài lại chật vật với món nợ gia đình lên đến hàng trăm triệu. Được biết sau khi ly hôn với Lê Giang, Duy Phương đã tái hôn với một người phụ nữ quê gốc An Giang và có với nhau hai người con trai. Vì không còn nhận được ánh hào quang từ sân khấu như trước nên Duy Phương đã chuyển sang kinh doanh quán nhậu. Tuy nhiên công việc buôn bán của nam danh hài cũng không khá khẩm là bao. Duy Phương chia sẻ: vì phần lớn mọi người đến quán thường tìm anh nên đôi khi anh bận chạy sâu thì quán rất vắng khách. Thậm chí nhiều lúc Duy Phương phải đóng luôn quán nhậu nếu không có ở nhà. Ông cho biết kinh doanh thua lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Thiệt hại cũng đã lên đến con số hàng trăm triệu. May mắn ông được con gái Lê Lộc giải quyết nợ nần giúp. Sau khi được con gái trả 600 triệu đồng tiền làm ăn thua lỗ, ông mở quán bánh bèo chén, công việc kinh doanh đã thuận lợi hơn. Được biết mỗi ngày Duy Phương bán khoảng 100 hộp bánh tự làm, trừ mọi chi phí ông lời vài trăm ngàn đồng. Để tiết kiệm chi phí, ông tự chạy xe máy hàng chục cây số từ nhà ở Bình Chánh đến các quận huyện trong thành phố giao bánh. Ngoài ra Duy Phương cũng làm YouTube để kiếm thêm thu nhập. Danh tính người vợ ba từng âm thầm cưu mang con chung của Duy Phương và Lê Giang. Duy Phương có đến ba đời vợ, bà xã đầu tiên của ông là diễn viên Hải Lý. Sau này Duy Phương bén duyên với Lê Giang và có hai con chung là Duy Phước, Lê Lộc. Do hôn nhân không êm đềm, năm 99 cả hai đường ai nấy đi và Duy Phương nhận quyền nuôi con. Và trong lần kết hôn thứ ba, Duy Phương không chọn người cùng hoạt động trong môi trường nghệ thuật như hai người vợ trước mà gắn bó với bà Nguyễn Thị Thơm làm công việc lao động bình thường. Tôi quen bà xã hiện tại trong một lần đi diễn, lúc đó chưa ai đặt vấn đề hôn nhân gì hết. Chỉ khi tôi đổ vỡ gia đình cũ, người ta mới giang tay giúp đỡ. Tình yêu có nhiều loại lắm, ví dụ như hai người gặp nhau, thương nhau hay quen biết từ lâu rồi có tình cảm. Vợ tôi là người quê Hậu Giang, ngôn ngữ và cách sống rất bình dị. Đây cũng là người phụ nữ cưu mang hai đứa con trước của tôi là Duy Phước, Lê Lộc. Tôi vẫn luôn nhớ đây là người dạy chữ, người chăm sóc con mình những lúc ốm đau. Nhiều khi vợ chồng có lời qua tiếng lại thì tôi vẫn nhịn. Bây giờ tôi vẫn mang ơn người ta và sẵn sàng đền đáp bằng những gì tôi có. Ông bật mí. Sau khi về chung một nhà, bà Thơm sinh thêm cho Duy Phương hai cậu con trai là Duy Thọ, Duy Bách. Là người kín tiếng và không thích ồn ào, vợ ba của nam danh hài không thích xuất hiện trước chốn đông người và chia sẻ về đời tư. Chỉ đến năm 2017, tranh cãi giữa Duy Phương và Lê Giang gây xôn xao dư luận, thì bà Thơm mới lộ diện và tiết lộ một chút về cuộc sống. Được biết, khi nam danh hài không còn hoạt động nghệ thuật, ông cùng với vợ ba mở quán ăn theo mô hình, vừa hát vừa thưởng thức ẩm thực. Tuy nhiên công việc làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vào năm 2010, Duy Phương phải dẹp quán chịu thua lỗ. Trong giai đoạn khó khăn, ông may mắn khi có được người bạn đời bên cạnh để động viên tinh thần.